với kênh của mình là Thắm Trần. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn bài nhảy Bonnet 79. Các bạn yêu thích những điệu nhảy của mình, đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để kết nối với những bài nhảy mới nhất vào bộ kênh cho mình nhé. Và bây giờ mời các bạn chú ý cùng mình vào bài tập. Bây giờ chúng mình sẽ vào động tác của phần nhạc dạo. Hơi trùng đầu gối và tay các bạn sẽ đánh chéo từ trái sang phải nhé. Sẽ đánh theo hông 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn sẽ đánh 24 nhịp nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ vào tổ hợp đầu tiên. Các bạn bước chân phải lên trước và hai tay đánh trong phải. 1, bước chân trái lên bằng chân phải và hai tay đánh trong trái. 2, lùi chân phải về và hai tay đánh trong phải. 3, lùi chân trái về và hai tay đánh trong trái. 4, lần thứ hai nhé. 5, 6, 7, 8. Và bây giờ các bạn sẽ lật chân 4 nhịp và quay sang hướng bên phải nhé. Nào, bước chân phải. 1, 2 bước chân trái, 3 lật chân phải và 4 các bạn đúng chân trái. Bây giờ thì tương tự các bạn sẽ lật chân sang hướng bên trái nhé. 5 chân trái, 6 chân phải lật ra sau, 7 chân trái và 8 đúng chân phải. Và bây giờ chúng mình sẽ sang tổ hợp thứ 2. Bước chéo chân phải lên một bước và hai tay các bạn sẽ trao từ dưới lên đến đai hông nhé. 1, 2. Giờ chúng mình sẽ sang tổ thứ hai. Các bạn bước chéo chân phải lên một bước, đồng thời kéo chân trái lên theo. Hai tay các bạn sẽ trao từ dưới lên đến đai hông nhé. Nào, 1, 2. Và bây giờ tương tự các bạn bước chân trái chéo sang trái, 3, 4. Và các bạn lùi về nhé. Các bạn lùi 4 nhịp lùi chân phải và hai tay sẽ đánh chân phải này. 5, lùi chân trái và hai tay đánh chân trái. 6, 7, 8. Chúng mình đi lại lần thứ hai nhé. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bây giờ sẽ là tổ hợp thứ 3. Các bạn hơi nghiêng người sang hướng bên trái, chân phải bước lên trước chân trái và các bạn có hai nhịp kép nhé. 1, 2, bước ra sau nào. 3, 4. Và bây giờ sẽ là 4 nhịp đơn. 5, 6, 7, 8. Các bạn đổi bên nhé. Các bạn chéo người sang hướng bên phải và bây giờ các bạn sẽ có bước chân phải 2, 2, 3, 4. Và 4 nhịp đơn nào. 5, 6, 7, 8. Các bạn đưa chân về. Và bây giờ sẽ là tổ hợp thứ 4. Các bạn sẽ có 4 nhịp chân đi lên nhé. Các bạn đi chân phải trước. 1, 2, 3, 4. Bước chân phải sang phải, hai tay các bạn mở vuông góc trước ngực. 5, 6 trở về và 7 đổi bên. 7, 8 trở về. Bây giờ các bạn sẽ lùi nhé. Các bạn lùi chân phải. 2, 2, 3, 4. Tương tự nào. 5, 6, 7, 8. Tổ hợp này các bạn đi 2 lần nhé. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lùi nhé. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và từ đây chúng mình sẽ có tổ hợp cuối cùng. Các bạn sẽ đi sang phải 4 nhịp chân. Tay các bạn sẽ đưa lên cao nhé. 1, 2, 3, 4 đi sang trái nào. 5, 6, 7, 8. Bây giờ sẽ là động tác thứ nhất của phần nhạc dạo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn sẽ đánh 24 nhịp nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ vào tổ hợp thứ nhất của bài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và tổ hợp thứ hai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đi lại lần thứ 2 nhé. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và tổ hợp thứ 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bên nào? 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giờ về tổ hợp thứ 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lùi nhé. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và đi lại lần thứ 2. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lùi nhé. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và tổ hợp thứ 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bài tập của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.